Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại có thêm một chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản GLC 250. Chiếc này của em sản xuất năm 2017, màu trắng, nội thất màu nâu, biển số Hà Nội 057.99, biển cũng khá là đẹp đấy ạ. Nước sơn của chiếc xe này thì zin đến 95%, xe còn rất là đẹp như mọi người đang nhìn thấy đấy ạ. Sơn rất là bóng và cái nước sơn của nó thật sự nó rất là đẹp, màu trắng, nội thất màu nâu ạ. Đó, biển số thì lại rất là ok, biển 99 đuôi, biển khá là đẹp ạ. Các anh chị mua xe của bên em thì yên tâm về mặt chất lượng nhé. Bên em sẽ được đảm bảo cho anh chị xe không đụng đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Và anh chị có thể mang xe vào hãng hay là bất kỳ gara nào trên toàn quốc để anh chị có thể kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Các anh chị cũng lưu ý hộ em một chút, chiếc này của em là phiên bản GLC 250 4MATIC ạ. Formatic có nghĩa là sao? Có nghĩa là sử dụng 4 bánh, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và những chiếc mà GLC 200 bây giờ ấy ạ, thì là GLC có bản Formatic và bản không matic nhá mọi người nhá. Tức là bản 1 cầu và bản 2 cầu. Bản này của em là bản 2 cầu. Thời năm 2017 thì chỉ có 250 và 300 thôi, còn bây giờ thì lại chỉ có 200 và 300, 200 thường và 200 Formatic và 300, và không có bản 250 nữa. Nên là cái bản 250 này bây giờ được rất là nhiều anh chị săn đón và rất là thích cái chiếc xe này, vì nó là bản ở giữa, đầy đủ option, ví dụ như là hai cầu này, rồi thì đầy đủ, không thiếu bất kỳ một cái tính năng nào của phiên bản cao cấp nhất cả. Nước sơn của chiếc xe này thật sự rất là đẹp. Lốp chiếc xe này thì đã được thay một dàn lốp Michelin ạ. Đó, lốp Michelin. Lốp Michelin là một trong số những loại lốp mà đắt tiền nhất và phù hợp với cung đường của Việt Nam nhất. Tại vì nó êm, nó mềm ạ, nó êm. Hà ơi, mở anh khóa cái. Ở trên cụm đèn pha phía trước thì có đèn LED ban ngày ạ. Đó. Nói chung là đi đến GLC thì rất là nhiều anh chị cảm thấy hài lòng và ưng ý. Ở trong cái tầm tiền loanh quanh từ trên dưới 1 tỷ rưỡi, anh chị sẽ khó lựa chọn được một chiếc xe SUV nào gầm cao mà lại đầy đủ tính năng hơn chiếc GLC. Nên là GLC rất là hot. Và đặc biệt là ở cái thời điểm mà nó mới ra ấy, năm 2017, thì những chiếc GLC giá rất là cao, thậm chí là anh chị phải bỏ tiền thêm, cộng tiền thêm để lấy xe ngay nếu như không muốn phải chờ đợi ạ. Cái này là bưởi em vừa được tặng ạ. Vừa được một khách hàng ở tỉnh gửi lên tặng, rất là quý giá. Đó, cũng xin chia sẻ thêm một chút với anh chị về những chiếc xe sau khi được bán. Bên em thì cũng khá là thân thiện và gần gũi với anh em cũng như là khách hàng. Sau khi mà bán hàng, bán một chiếc xe sau thì không dừng lại cái việc mua bán, còn là một mối quan hệ rất là tình cảm, chứ không phải là mua xong là xong. Đấy, họ rất là quý và họ gửi những món quà ở quê. Thật sự là giá trị nó không đáng quá là bao nhiêu cả đâu, nhưng mà lại mang một cái giá trị tinh thần rất là cao, rất là quý nhau. Đó. Thậm chí cái tiền gửi xe lên cũng ngang ngửa cái tiền mà bọn em ở đây bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên là cái giá trị cốt lõi của nó ở đây là tình cảm mà sau khi mua bán với nhau rất là quý ạ. Ngay cả phía bên showroom hay là bên phía khách hàng cũng đều rất là quý. Sau những cái giao dịch hoặc những cái hỗ trợ nhau sau bán hàng, ví dụ cần hỗ trợ cái gì thì bên em vẫn có thể hỗ trợ được quý anh chị. Trên những chiếc GLC này thì cũng có khá là nhiều tính năng mà được rất là nhiều anh chị thích này. Vì là ở trên bản GLC này thì gần như là đầy đủ các option. Đó, có đèn pha liếc, rồi thì
các chế độ lái, chuột cảm biến thông minh, đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Mọi người có thể ngắm được cái vô lăng này, rất là đẹp. Chiếc màu trắng nội thất màu nâu. Màu trắng nội thất màu nâu là một trong số những cái màu mà được rất là nhiều anh chị tìm. Thì rất là đẹp. Sau khi mà ví dụ như các bạn trẻ mà muốn check in trên xe thì sẽ ra được những bức ảnh thật sự rất là tuyệt vời. Ghế của chiếc xe này cũng còn khá là đẹp. Số km hiện tại của chiếc xe đang là 56.000 mai. Và bên em thì đảm bảo là số km này zin. Anh chị có thể mang xe vào hãng, test hãng hoặc là kiểm tra ở đâu cũng được ạ. Đó. Mọi chi tiết của chiếc xe này thì em thấy còn rất là mới. Đó. Đây thì có cả camera lùi luôn. Đó, đó. Đầy đủ, không thiếu tính năng nào cả. Chìa khóa. Một thương hiệu Mercedes. Chìa khóa nó khá là sang trọng. Rồi, bây giờ đến giá đi. Giá của chiếc xe GLC phiên bản 250 Formatic, sản xuất năm 2017. Màu trắng nội thất màu nâu, biển Hà Nội 057.99, biển rất là đẹp này của bên em. Hiện tại đang được giao bán ở trên thị trường với giá là 1.567.000.000, một con số rất là đẹp. Nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox trực tiếp qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Sóng Thảo để có thể thương lượng và trao đổi về giá cả. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Chi tiết thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể xem được nhiều video hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.